việc kinh doanh tinh dầu trên các trang web, mạng xã hội đã trở nên phổ biến. Hầu hết người bán đều khẳng định tinh dầu 100% tự nhiên, dùng sông phòng tạo cảm giác thư giãn, làm đẹp, thậm chí chữa được nhiều bệnh. Tuy nhiên, ngoài việc loạn giá bán, thì nguồn gốc và chất lượng của các loại tinh dầu này cũng rất khó xác định. Và điều đáng quan ngại là không phải người tiêu dùng nào cũng lường hết được tác dụng phụ của loại sản phẩm tinh dầu kém chất lượng. Những cái người mà có cái cơ, có cái tiền căn dị ứng với một cái số chất viêm mũi dị ứng là viêm da dị ứng và một số người bị chuyển thì cái này là tuyệt đối không nên dùng bởi vì nó có thể gây ra một số cái phản ứng phụ theo khuyến cáo của các chuyên gia để đảm bảo sức khỏe bản thân người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng uy tín kiểm tra tinh dầu trước khi mua đặc biệt cần cẩn trọng với các loại tinh dầu có mùi hương nồng nặc vì chứa chất độc hại cao